Xin chào mọi người, lại là Huyền đây. Ở những video trước thì chúng ta đã làm quen với những động tác yoga vặn xoắn cơ bản. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ thách thức bản thân bằng một số những động tác yoga vặn xoắn nâng cao để tạo ra một trải nghiệm yoga độc đáo. Bây giờ thì cùng nhau bước vào buổi tập với Huyền nhé. Đang ngồi trên tư thế đẩy thẳng cột sống lưng, hai mông ngồi cân bằng trên thảm, vươn hai tay qua đầu, hít vào, kéo căng vai, gập người về phía trước, thở ra, chán xuống, duỗi dài các đốt sống. Tiếp tục, nâng người lên, vươn hai tay lên cao, hít vào, chậm chậm, vươn người về phía trước, thở ra. Một lần nữa, vươn tay lên, hít vào, kéo căng vai, mở rộng lồng ngực. Giữ ở đây, hít thở đều. 4, 3, chúng ta hơi vươn dài cằm về phía trước một chút. 2, cố gắng thẳng tay, lòng bàn tay khép vào nhau. Và 1, rồi từ từ gập người về phía trước. Hít thở đều và chán xuống. 5, cố gắng mông không lên. 4, cảm nhận sự kéo giãn ở vùng cột sống của mình. 3, 2 và 1. Nâng người lên, hai tay dang ngang, hít vào. Vặn người sang bên phải, tay trái đặt gối, tay phải phía sau mông, thở ra, mắt nhìn theo vai phía sau. Về giữa, hít vào. Đổi bên sang trái, chậm chậm, thở hết ra. Tiếp tục hít vào, thở ra, vặn người sang bên phải, cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng. Hít vào, về giữa, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Chậm chậm vặn người sang trái, thở hết ra. Rồi một lần cuối, hít vào, vặn người ra sau sang phải, từ từ chán xuống. Cổ tay thẳng hàng dưới vai. Rồi, giữ và hít thở đều. Đa vặn khi nào mà mông trái của mình chuẩn bị nhấc lên thì mình dừng lại nhé. 5, 4, thả lỏng vai phải phía dưới. 3, 2 và 1. Vươn hai tay lên cao nào. Hít vào, đẩy căng vùng cột sống của mình lên. Vặn người ra sau sang trái, thở ra. Cổ tay thẳng hàng vai nào, xòe 5 ngón tay ra và từ từ thả lỏng lườn của mình chán xuống. 5, 4, 3, 2 và 1. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Nghiêng người sang bên trái, hạ khửu tay xuống, thở ra, nhấn mông bên phải, ngực để căng. Về giữa, hít vào, đổi bên sang phải, thở ra. Tiếp tục, hít vào, về giữa, kéo căng hai vai sang hai bên. Nghiêng người sang trái, thở ra. Cuối, hít vào, kéo căng vai sang hai bên. Nghiêng lườn sang bên trái, chậm chậm hạ khửu tay, thở ra, giữ và hít thở đều, đau cổ vai gáy mắt nhìn thẳng ạ, không đau cổ vai gáy mắt nhìn lên. Rồi, 5, thả lỏng toàn bộ lườn phải, 4, 3, 2 và 1, giữ nguyên tư thế từ từ, đan tay, ngửa lòng bàn tay, rồi đẩy thẳng cột sống lưng, 4, 3, 2, 1, nâng người lên, hít vào, về giữa, chậm chậm nghiêng người sang bên phải, thở ra, tay trái áp mang tay, ta không ngửa đầu như này, nâng đầu lên một chút ạ. Rồi, bây giờ đầu gối trái của mình xuống, giữ và hít thở đều, 4, 3, mềm lườn bên trái nữa ra nào,
2 và 1, giữ nguyên. Từ từ chúng ta đan tay, ngửa lòng bàn tay, giữ ở đây. 4, thở đều. 3, 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Thở ra, hạ gùi trỏ tay trái xuống sao cho khửu tay thẳng hàng với hông. Tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay. Giữ và hít thở đều. 4, 3, nâng vai trái lên. 2, 1, giữ nguyên tư thế. Từ từ vòng tay phải ra sau lưng, nắm lấy đùi trái phía sau này. Nâng cao lồng ngực của mình lên nữa nào. Tay bây giờ tay trái này, đẩy lên sao cho bàn tay ở giữa ngực. 4, 3, 2 và 1. Nâng người của mình lên. Hít vào. Chậm chậm hạ cùi trỏ phải xuống dưới phía giữa. Tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ vòng tay trái ra sau, nắm lấy đùi phải. Đã nâng lồng ngực của mình lên. Rồi, để bàn tay phải ở phía giữa ngực, sao cho nâng cao cái phần mở rộng lồng ngực ra. 4, 3, 2 và 1. Tay vươn lên cao, hít vào. Tay phải chống phía sau, thở ra. Vòng tay trái qua đầu, hít vào. Mông đẩy căng về phía trước, nâng ngực của mình lên. Hạ mông thật chậm xuống, thở ra. Vươn tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên phải, cài tay trái qua đầu gối phải, đẩy căng lồng ngực và mắt nhìn lên. Rồi một lần nữa chúng ta làm và giữ ạ. Vươn hai tay, hít vào, kéo căng vùng cột sống của mình lên. Tay phải chống phía sau, thở ra. Vòng tay trái qua đầu, hít vào. Vươn tay lên, mở rộng lồng ngực. Giữ. 4, ngực lên nữa nào. 3, siết bụng. 2, đẩy mông về trước. Và 1. Rồi từ từ hạ mông xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Vòng khửu tay phải qua đầu gối trái. Hai tay đẩy vào giữ ngực. Mắt nhìn lên qua vai trái. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, cố gắng đẩy ngực lên nữa nào. 2 và 1. Rồi chúng ta thoát thế, vươn tay lên, hít vào. Tay trái chống phía sau, thở ra, xòe 5 ngón tay. Vòng tay phải qua đầu, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Giữ ở đây và thở đều. 4, ngực lên nhiều. 3, ai bị đau cổ vai gáy chúng ta hơi kéo cằm lại nhé. 2, 1. Rồi từ từ hạ mông. Vươn tay lên qua đầu, hít vào, kéo căng vùng cột sống lên. Vặn người sang bên phải, thở ra. Hai tay đẩy vào giữa ngực. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Tay qua đầu, hít vào. Hai tay đan phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, đẩy căng vùng cột sống lên. Khép cái phần vai của mình lại. Giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1. Từ từ vươn người gập về trước, chán xuống. Và hất tay lên cao, thở lại hất lên. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngồi siết bụng, nâng cao lồng ngực lên. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, hai tay đặt ở vai. Đã xoay khớp vai thật kỹ để ra tí nữa chúng ta vặn xoắn an toàn. Khửu tay chạm nhau. Hít vào, mở rộng khửu tay lên. Thở ra xuống. 5, 4, 3. Cố gắng khép vai của mình ra phía sau nhiều. 2 và 1. Rồi chúng ta xoay ngược lại. 1,
mở rộng ngực hết mức có thể. 2 3 4 và 5. Ta duỗi thẳng hai chân. Thả lỏng chân. Khép sát hai chân và chúng ta nhấc hai mông của mình ra để kéo giãn toàn bộ cơ kheo chân phía dưới, dựng mũi chân của mình lên. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập người về phía trước, hai tay nắm bàn chân. Thở ra, vươn dài các đốt sống, cố gắng hạ bụng, ngực ép sát đùi, đầu cổ thả lỏng. Tiếp tục, tay qua đầu, hít vào. Vòng khử tay phải qua gối trái. Cố gắng hạ khử tay xuống thảm càng tốt ạ. Rồi đẩy ngực lên, mắt nhìn lên. Tiếp tục hít vào, vươn tay lên cao. Vặn người sang bên phải. Thở ra. Tiếp tục hít vào về giữa, tay qua đầu. Vặn người ra sau sang trái. Chậm chậm hạ trán xuống, thở ra. Về giữa, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực lên. Vặn người ra sau sang phải. Thở hết ra. Nâng cao lồng ngực, hít vào, kéo căng vai qua đầu. Gập người về phía trước, vươn dài các đốt sống, thở ra. Tiếp tục hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Tay trái đặt gối, cài cử tay phải qua đầu gối trái. Hai tay đẩy vào giữa ngực, mắt nhìn lên qua vai trái. Tiếp tục hít vào, tay lên cao. Vặn người sang phải, tiếp tục cài cùi chỏ trái qua đầu gối phải, thở hết ra, mắt nhìn lên. Về giữa, hít vào, dựng mũi chân, vặn người ra sau sang trái, hạ cổ tay này, thẳng hàng với vai, thở hết ra và từ từ trán của mình xuống, cố gắng mông phải không lên. Tiếp tục. Hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Đổi bên sang phải, chậm chậm. Thở ra. Một lần cuối. Hít vào, vươn tay lên cao. Dựng mũi chân lên. Hai tay đan phía sau, thở ra. Xoay vai, mở rộng lồng ngực, hít vào. Lách hai mông sang hai bên. Từ từ gập người về phía trước, thở ra, hất tay lên cao, giữ và hít thở đều, chúng ta hất lên liên tục nhé. 1, thở lại hất lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, và 10. Rồi, ta nâng người lên, vươn hai tay lên cao, hít vào. Cài cùi chỏ phải qua đầu gối trái. Hai tay đẩy giữa ngực. Mắt nhìn lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi, hạ bàn tay phải của mình xuống, nắm lấy cổ chân này. Tay trái xoay vai mở ngực. Giữ hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi, siết bụng từ từ. Co chân phải lại, rồi từ từ nâng chân lên, vuốt mũi chân. 4, 3, 2, 1, rồi từ hạ chân xuống. Tay lên cao, hít vào. Vặn người sang phải, chậm chậm, thở ra. Hai tay đẩy vào giữa ngực nè. Mắt nhìn lên qua vai phải, giữ, thở đều ở đây. 4, nâng cao lồng ngực lên nữa. 3, hít thở đều, 2 và 1, rồi từ từ
Hạ cùi trỏ trái của mình sát xuống, ngửa lòng bàn tay trái nắm lấy cổ chân phải này. Từ từ vòng tay phải qua đầu, nắm lấy bàn chân trái, xoay vai mở ngực mắt nhìn lên, giữ ở đây. 4, hít thở đều nào. 3, cố gắng vặn ngực của mình sang một chút nữa. 2 và 1, rồi từ từ co cái chân trái lại một chút. Tay chúng ta nắm bàn chân, ai tốt nắm cổ chân nhé. Rồi, hạ sâu vai trái của mình xuống, từ từ nâng chân lên, giữ, hít thở đều. 4, 3, 2, vuốt mũi chân, và 1, hạ chân xuống. Từ từ nâng cao lồng ngực, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Vặn người ra sau sang trái, từ từ chán xuống, thở ra. Giữ ở đây. 5, mỗi lần thở ra lại chán xuống. 4, 3, 2, 1, giữ nguyên tư thế, từ từ chúng ta đi tay trái sang bên phía sau. Đó, hạ vai của mình xuống. Rồi, từ từ đi tay phải sang bên trái, chán xuống. Lúc này rất là căng vai phía dưới thì chúng ta tập trung thả lỏng nó ra và từ từ nhấn mông bên phải của mình xuống. Thở đều, mỗi nhịp thở chúng ta lại thả lỏng mông xuống. 3, 2 và 1. Rồi từ từ siết cơ bụng, nâng hai chân lên chữ V, sao trong mông phải vẫn ở phía dưới thảm. Vuốt căng mũi chân, giữ và hít thở đều. 4, cố gắng mông phải xuống hết thảm nào. 3, 2 và 1. Rồi từ hạ chân xuống, xoay người sang bên trái một chút, nâng người của mình lên. Rồi chúng ta sẽ đổi bên. Tiếp tục, vươn hai tay lên cao, hít vào, vặn người sang bên phải, thở ra. Rồi, ta giữ và hít thở đều nhé. Mỗi lần thở lại chán xuống và thả lỏng vai phải ra. 5, 4, 3, quăng mông trái xuống. 2, 1. Rồi từ từ đi tay phải sang bên trái. Rồi, chán xuống, đi tay trái sang phải. Bây giờ mỗi nhịp thở chúng ta lại thả lỏng cái phần mông bên trái xuống. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ co chân lên, nhấn mông trái xuống trước, sau đó hít vào siết cơ bụng, thẳng hai chân lên trời. Rồi thở ra từ từ, thả lỏng cái vùng đườn của mình, nhấn mông trái xuống chút nữa, giữ và hít thở đều. 6, thả lỏng vai trái, thả lỏng vai phải. 5, 4, điều hòa hơi thở nào. 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ chân xuống, đang nghiêng người sang bên phải một chút và từ từ ngồi dậy. Duỗi thẳng hai chân và thả lỏng chân. Thì chúng ta chống hai chân của mình lên, đặt tay trái vào đùi, vươn cao tay phải, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Vặn người sang bên trái, hai tay đẩy vào giữa ngực, thở ra, mắt nhìn theo vai trái phía sau, giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, khép sát hai đầu gối. 3, nâng cao lồng ngực nữa nào. 2, giữ nguyên tư thế, từ từ bàn tay phải mình nắm lấy cổ chân trái, nâng chân phải lên, tay phải nắm vào bàn chân, nếu ai tốt chúng ta nắm vào cổ chân, được chưa? Rồi hạ sâu vai phải của mình xuống, xoay vai mở ngực mắt nhìn sang bên trái, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ chân xuống, giữ nguyên tư thế. Bây giờ chúng ta cài sâu cái vai phải của mình sang nữa này, hạ khửu tay trái xuống và đặt bàn tay phải sao cho mũi tay thẳng hàng với khửu tay bên trái, xòe 5 ngón tay của mình ra, từ từ nhấc mông lên một chút, duỗi thẳng cột sống lưng, vuốt thẳng chân phía dưới, hít vào siết cơ bụng, nâng chân sau lên,
giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ mông xuống. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục đổi bên. Đây, em sẽ quay sang bên này cho mọi người dễ nhìn thấy nhé. Chúng ta đổi bên. Vươn cao tay trái lên hít vào. Vặn qua đầu gối phải. Hai tay chắp vào nhau, đẩy vào giữa ngực. Mắt nhìn qua bên phải. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. Cố gắng đẩy phần thắt lưng của mình lên. 3. Điều hòa hơi thở. 2. 1. Giữ nguyên. Từ từ hạ sâu vai trái của mình sang. Nắm lấy cổ chân. Rồi từ từ tay bên phải của mình nắm lấy bàn chân trái. Ai tốt chúng ta nắm lấy cổ chân. Rồi tiếp tục hạ sâu cái vai trái của mình xuống nữa. Xoay vai mở ngực. Cố gắng đẩy thẳng chân. Rồi kéo khử tay phải ra xa đầu. Giữ ở đây và hít thở đều. Vuốt thẳng mũi chân. 4. 3. Đẩy thẳng cột sống lưng. 2. Và 1. Rồi từ từ giữ nguyên tư thế. Chúng ta hạ chân bên trái của mình xuống. Cài sâu vai sang. Tiếp tục này. Hạ khử tay phải xuống và chống bàn tay trái sao cho mũi tay thẳng hàng với lại khử tay bên phải. Rồi từ từ nâng mông lên. Hít vào, siết cơ bụng, từ từ co gối chân sau lên. Giữ và hít thở đều. 3 2 1. Rồi từ từ hạ chân xuống. Nâng người lên. Rồi chúng ta duỗi thẳng hai chân. Đẩy thẳng cột sống lưng và hít thở đều. Cố gắng thả lỏng phần kheo chân nhiều. Rồi chúng ta về tư thế con bò mèo ạ. Hai tay mở rộng bằng vai, xòe năm ngón tay của mình ra. Cổ tay thẳng hàng dưới vai, đầu gối thẳng hàng với mông. Siết nhẹ cơ bụng. Xuôi mũi chân. Từ từ võng lưng xuống, vẩy mông lên. Vươn căng lồng ngực, hít vào, mắt nhìn về phía trước. Xốc vai của mình lên. Thở ra, cuộn lưng lên cao, thu cằm về cổ, mắt nhìn vào rốn. Tiếp tục võng lưng xuống, hít vào. Cuộn lưng hóp bụng, thở ra. Tiếp tục võng lưng, hít sâu. Từ từ cuộn lưng lên, thở hết ra. Một lần cuối, võng lưng, mở căng lồng ngực. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, mở căng ngực nữa nào. 3, 2, và 1. Rồi từ từ cuộn lưng lên, hóp sâu bụng lại, thở hết ra. Cuộn xương cụt của mình xuống. Xốc vai lên. Cầm chạm ức, mắt nhìn rốn, hít thở đều, 3, 2, và 1. Vươn cao tay trái lên, áp mang tay, hít vào, mắt nhìn lên. Thở ra, hạ sâu vai bên trái của mình sang phải. Áp mang tay của mình xuống để bảo vệ phần cổ. Và chống cái khửu tay phải lên vuông góc. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ mở khử tay bên trái sang bên đằng sau. Giữ, hít thở đều. 3, 2, 1. Tiếp tục chống tay phía trước vuông góc này. Rồi, chống mũi chân sau. Hít vào. Đẩy thẳng gối chân trái lên. Gập chân. Tay phải nắm lấy cổ chân trái, đá chân lên cao, giữ ở đây. 5, siết chặt bụng. 4, 3, 2, và 1. Rồi từ từ hạ chân xuống. Ta chống mũi chân này, đẩy mông lên cao và đi hai chân sang bên phía hai tay của mình. Một chân vuốt thẳng lên trời. Rồi hít siết cơ bụng, nâng chân dưới lên. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nếu tốt, hai chân lên.
3, 2 và 1. Rồi, ta hạ chân xuống. Vừa nói vừa làm rất là mệt ạ. Tiếp tục, chúng ta đổi bên. Vươn cao tay phải lên, hít vào. Vặn sang bên trái, thở ra. Hạ sâu vai của mình xuống. Rồi, áp mang tay của mình xuống. Giữ ở đây, hít thở đều. 3, 2 và 1. Rồi từ từ nâng tay trái lên sang bên đá đằng sau. Hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Chống tay trái của mình về phía trước, sao cho cổ tay thẳng hàng với lại khử tay. Xòe 5 ngón tay nhấn xuống mặt thảm. Từ từ hít vào, siết cơ bụng, nâng chân phải lên. Rồi tay trái nắm lấy bàn chân phải, đá chân lên cao. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Hạ chân xuống, ra chống hai mũi chân lên, đẩy đỉnh mông lên cao. Đi hai chân sang bên trái. Rồi, hít siết cơ bụng, nâng chân dưới lên. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Nếu được chúng ta hơi hai chân lên. 3, 2 và 1. Rồi, bây giờ chúng ta về tư thế em bé. Chán xuống thẳng, duỗi thẳng hai tay, thả lỏng khớp vai. Hít thở đều, điều hòa hơi thở. Khi chúng ta vừa nói vừa làm thì cái cơ bụng của mình ấy không được siết nhiều. Hít thở đều. Chúng ta duỗi thẳng hai tay về phía trước, xòe 5 ngón tay ra, đẩy đỉnh mông lên cao. Tư thế V ngược. Hóp sâu bụng lại, dướn đỉnh mông lên. Cố gắng tách hai bả vai ra. Giữ và hít thở đều. Thả lỏng vần kheo chân. 4, 3, 2, 1. Hít vào, đá chân phải lên cao. Mắt nhìn về giữa hai tay. Úp hai mông cân bằng. Bước chân phải lên cạnh bàn tay phải. Thở ra. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, mở căng lồng ngực, mắt nhìn phía trước, úp mông xuống, sao cho hai mông cân bằng nhé, và siết thẳng cái đùi chân sau. 4, 3, cố gắng mở căng lồng ngực lên. 2 và 1, rồi từ từ hạ bàn tay phải xuống đùi phải, vươn cao tay trái, hít vào, vặn qua đầu gối phải, thở ra, hai tay chắp giữa ngực. Giữ ở đây và hít thở đều. 3, 2, 1. Giữ nguyên, từ từ hạ bàn tay trái của mình qua bên đầu gối phải. Hạ bàn tay xuống thẳng hàng với bàn chân phải nhé. Tay phải của mình áp mang tay. Giữ ở đây. 4, cố gắng thẳng gối chân sau. 3, 2, 1. Rồi từ từ chúng ta vòng tay trái xuống đùi. Tay phải vòng sau lưng, hai tay nắm lấy nhau. Chúng ta đi chuỗi lên là chúng ta cứ giữ nguyên tư thế cho em ạ. 4, 3, 2, 1. Giữ nguyên tư thế, từ từ hạ gối chân trái xuống. Đẩy chân thẳng chân phải và mông ra sau. Đồng thời mắt nhìn xuống. Giữ ở đây. 4, cố gắng thẳng chân phải nữa nào. 3, 2, 1. Rồi trùng gối chân phải về phía trước. Chống mũi chân trái, thẳng gối chân trái. Rồi từ từ đi hai mũi chân xoay hết sang bên trái cho em ạ. Đi hai chân gần nhau một chút. Rồi xoay vai, mở ngực, mắt nhìn lên. Thẳng chân phải. 4, 3, mở căng lồng ngực ra nữa. 2 và 1. Rồi từ từ giữ nguyên tư thế, đi chân trái lên cạnh với chân phải. Hít vào, siết chặt cơ bụng, nâng chân phải lên. Rồi, cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng, gập chân phải cho em ạ. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1.
Rồi giữ nguyên, từ từ chúng ta duỗi thẳng chân về phía trước, gập người một chút, xoay vai mở ngực nào. Giữ ở đây, 4, vuốt mũi chân đi ạ, 3, 2, 1, rồi giữ nguyên, từ từ trùng gối chân trái, vòng chân phải qua bên đầu gối trái, mắt nhìn xuống, giữ đây, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ hạ chân xuống, thả tay ra, vươn hai tay lên cao, hít vào, trùng gối, đẩy mông ra sau về tư thế cái ghế, thở ra, giữ và hít thở đều, 4, 3, 2, 1, hai tay xuống thảm, bật hai chân ra sau, tư thế tấm ván, vai mông lưng thẳng hàng, rồi chaturanga, khép sát thở tại, xuôi mũi chân, vươn người lên rắn hổ mang, hít vào, mở căng lồng ngực ra, giữ ở đây và hít thở đều một chút, 4, ai bị đau lưng thì chúng ta nâng hông lên nhé, và mở vai ra sau nhiều, cổ tay thẳng hàng dưới vai ạ, 4, 3, xuôi đỉnh vai ra sau, đẩy lồng ngực về trước, 2, 1, chống mũi chân, tư thế V ngược, giữ và hít thở đều, 4, 3, 2, 1, giữ nguyên, từ từ lấy bàn tay trái nắm lấy má ngoài của cổ chân phải, xoay vặn người sang phải, hít thở đều, 3, 2, và 1, 2, đá chân trái lên cao, chúng ta đổi bên, hít vào, vươn ngực, mắt nhìn về giữa hai tay, bước chân trái lên cạnh bàn tay trái, thở ra, dồn lực vào chân trái, nâng người của mình lên, vươn hai tay qua đầu, hít vào, mở căng lồng ngực, siết cơ bụng lại, giữ ở đây, 4, 3, 2, 1, rồi tay trái đặt vào đùi trái, vươn cao tay phải, hít vào, vặn qua đầu gối trái, thở ra, hai tay đẩy vào giữa ngực, mắt nhìn lên qua vai trái, đẩy thẳng gối chân sau, trụ bằng chân trước, 4, 3, 2, 1, giữ nguyên tư thế, chúng ta hạ sâu vai phải xuống, đặt bàn tay phải cạnh với bàn chân trái, tay trái lúc này áp mang tay, siết cơ bụng, giữ thăng bằng, 3, 2, 1, giữ nguyên, từ từ chúng ta hạ sâu cái vai phải xuống, vòng xuống dưới kheo chân, tay trái vòng sau lưng, hai tay nắm lấy nhau ạ, xoay vai mở ngực, mắt nhìn lên, giữ và hít thở đều, 4, 3, 2, 1, giữ nguyên, từ từ chúng ta hạ gối chân phải của mình xuống, đẩy mông ra sau và đẩy thẳng chân trái cho em ạ, mắt nhìn xuống, giữ ở đây, 4, siết chặt cơ bụng, 3, cố gắng thẳng chân trái ra một chút, 2, và 1, rồi từ từ chống thẳng chân sau, xoay hai mũi chân sang bên phải, đi chân vào một chút, và từ từ thẳng chân, 3, 2, 1, rồi từ từ đi chân phải lên cạnh với chân trái, hít vào, siết chặt cơ bụng, và nâng chân trái lên, rồi cố gắng là đẩy thẳng cột sống lưng, co chân trái lại, giữ và hít thở đều, 4, 3, 2, 1, rồi giữ nguyên, từ từ chúng ta duỗi thẳng chân về phía trước, sao cho gót chân thẳng hàng với mông, vươn ngực thẳng xuống sống lưng, giữ ở đây, 4, cố lên nào, 3, 2, 1, giữ nguyên, từ từ trùng gối chân phải, vòng chân trái qua đầu gối phải, siết chặt cơ bụng, giữ và hít thở đều, 4, 3, tập trung giữ thăng bằng, 2, và 1, rồi từ từ hạ chân xuống, vươn hai tay lên cao, hít vào, thở ra đẩy mông ra sau, hóp bụng cuộn xương cụt của mình lại, đầu gối không quá mũi chân, tay vươn thẳng qua tai,
và mắt nhìn về phía trước cách chân 1 mét. Tư thế cái ghế. Siết chặt cơ bụng. 4. Hít thở đều. 3. 2. 1. Rồi từ từ hai tay xuống. Bật hai chân ra sau tư thế tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng. Hóp bụng cuộn xương cụt. Xốc vai của mình lên. 3. 2. 1. Rồi Chaturanga. Lên rắn hổ mang. Xoay vai mở ngực. Giữ và hít thở đều. 4. 3. Cố gắng xoay vai ra sau. 2. Siết cơ bụng lại. Mở lồng ngực về trước. Và 1. Rồi chúng ta chống mũi chân. Đẩy lưng mông lên cao. Về tư thế V ngược. Cố gắng ép rốn sát đùi. Thẳng kheo chân. 3. Hít thở đều. 2. 1. Giữ nguyên tư thế, từ từ tay phải nắm lấy má ngoài của bàn chân trái. Xoay vai mở ngực, mắt nhìn ra sau. Giữ ở đây. 4. 3. Cố gắng siết tay bên trái của mình lại. 2. Và 1. Rồi. Tư thế tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng. Từ từ trùng gối hít vào. Siết cơ bụng, bật chân lên giữa hai tay. Thở ra. Vươn tay qua đầu tư thế cái ghế. Hóp bụng, cuộn xương cụt. Giữ ở đây. 4. 3. 2. 1. Vòng tay phải qua đầu gối trái. Hai tay chắp giữa ngực. Mắt nhìn lên. Vẫn hít thở đều ạ. 4. 3. 2. Và 1. Giữ nguyên từ từ. Hạ bàn tay phải qua đầu gối nhé. Xuống bên cạnh bàn chân trái ạ. Rồi từ từ nâng bàn chân phải lên. Lúc này tay trái nắm vào bàn chân. Nâng chân lên. Giữ hít thở đều. Mông và chân trên một đường thẳng. 3. 2. Và 1. Rồi ta về tư thế cái ghế. Hít vào. Thở ra. Hóp bụng cuộn xương cụt. Giữ ở đây. 4. 3. 2. 1. Tiếp tục vặn người qua bên đầu gối phải. Hít thở đều. Đẩy lồng ngực của mình lên. 4. 3. 2. 1. Giữ nguyên, từ từ chúng ta vòng tay trái qua đầu gối phải. Hạ bàn tay xuống thẳng hàng với bàn chân. Tay phải nắm lấy bàn chân trái. Ai tốt nắm lấy cổ chân nhé. Rồi xoay vai. Giữ ở đây. 4. 3. 2. Và 1. Rồi vươn hai tay lên cao. Hít vào. Đan tay, ngửa lòng bàn tay. Hóp bụng cuộn xương cột, mắt nhìn vào một điểm duy nhất phía trước. Hít thở đều. 4. 3. Cố lên ạ. 2. Và 1. Rồi hai tay xuống thẳng. Thả lỏng. Đừng ngần ngại thách thức bản thân và trải nghiệm ngay bài tập yoga vặn xoắn nâng cao này. Bạn nhớ bật thông báo và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video nâng cao tiếp theo nhé. Chúc bạn ngày mới thật nhiều năng lượng. Ok, chúc được.